Xin chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là biểu chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 hoặc 0396 Hiện tại là buổi tối của ngày 27 tháng 1 năm 2021 thì tối hôm nay bên cơ sở Lan Rừng em có rất nhiều những dòng hàng lan mới đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở Lan Rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho cả ba vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan dịch em đang có. À, trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị cái lô kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng. Cô chú anh chị này, hàng rất là lâu nay rồi em mới có cái lô hàng kiều tím về. Hàng đang chuẩn bị là có những cây đã sưng mắt nụ rất là lớn rồi ạ. Kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng cô chú anh chị nhé. Hàng này thì uh, em xin phép được bán với giá là 320.000 cho 1 kg kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng ạ. Và bên này là dòng lan quế lan hương hay là còn còn gọi là quế trắng tháng 8 ạ. Nha. Quế lan hương hay là quế trắng tháng 8 em bán với giá là 320.000 cho 1 kg nhé. Cái dòng hàng được coi là hàng giọng đệ nhất hương đấy ạ. Và sang bên này đây là em có kiều à kiều vuông mỡ gà của vùng cao bằng hàng rất là xinh luôn ạ à. À, kiều vuông mỡ gà của vùng cao bằng thì nó không dài to dài như những vùng miền khác à, nhưng mà khi mà cô chú anh chị lên giò nó sẽ rất là đẹp tròn rất là đẹp em bán là 200.000 trong cho một kg và bên này đây là dòng lan hoàng thảo trúc phật bà à, hoàng thảo trúc phật bà này là cái hàng này thì thường là sẽ nở hoa vào thời điểm tết hiện tại thì nụ của nó đã rất là lớn rồi cô chú anh chị này đó đây ạ à. Hàng này thì chỉ cần một nhánh hoa nở thôi là đã rất là đẹp rồi ạ Nhìn đã rất là duyên dáng rồi cô chú anh chị nhé Từ cái thân của nó thì đã tỏa ra cái mùi hương thơm rất là dễ chịu rồi cái dòng hoàng thảo trúc Phật Bà này này Em bán hoàng thảo trúc Phật Bà với giá là 460.000 cho 1kg Và em cũng nói thêm là dòng trúc Phật Bà này thì thân già nó sẽ nhiều hơn thân tơ nhé à, Tiếp sau bên này đây là dòng lan đùi gà tròn của vùng Cao Bằng ạ Đùi gà tròn của vùng Cao Bằng cô chú anh chị nhé Uh, thân thì gần giống như gà dẹt nhưng mà khi mà sổ hoa thì mắt nhung đen, bông hoa to và cực kỳ là rực rỡ đẹp nhá. Hiện tại thì cây đang nhú nụ như thế này rồi cô chú anh chị này. Thực sự thì khi mà những cái lô hàng mà nở hoa về á phải nói nó quá là rực rỡ, quá đẹp luôn ấy ạ. Đó, hàng bây giờ đang bắt đầu nhú nụ hết rồi. Em bán đùi gà của vùng Cao Bằng để cô chú anh chị có thể sưu tầm ngắm mùa hoa xuân rực rỡ này với giá là 200 000 cho 1 kg ạ. Và bên này đây là em có dòng lan kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy. Hiện tại thì cây cũng đang bắt đầu nhú nụ rồi đây ạ. Em bán với giá là 150 000 cho 1 kg, một giả, một nhánh như thế này thôi nó cũng đã có thể cho hai cái nụ này. Và mỗi một nụ này này nó sẽ cho những cái chùm hoa rất là to màu vàng các chú anh chị nhé. Đó thì cô chú anh chị chỉ cần nửa cân là có có giò lan đẹp rồi ạ. Ở bên này đây là em có cái dòng lan đây. Cái chỗ này là cái cây uh, long tu xuân hàng ngắn ạ. Hàng ngắn này nhưng mà thân rất là nù khỏe luôn này. Em bán với giá là 2 uh, 200 000 trong kg. Còn bên này là hàng dài, hàng dài em bán 220 000 trong 1 kg. Bên này đây là ngọc thạch ba màu bắc. Ngọc thạch ba màu bắc thì hiện tại cũng đang bắt đầu là sưng mất nụ rất là đẹp rồi đấy ạ. Nhiều cây đang đang bắt đầu là đang nhú nụ rất là đẹp rồi cô chú anh chị này. Nói chung là cô chú anh chị mà muốn chơi mùa hoa trọn vẹn thì uh, đừng bỏ qua cái giai đoạn này. Em bán với giá là 150.000 cho 1 kg nhé Sau bên này đây là dòng lan sơn thủy tiên à, Sơn thủy tiên thì cô chú anh chị có thể nhìn thấy là so với hoàng lạp ấy Thì cái lá của nó sẽ dày hơn và nó rất là nhiều lá Cô chú anh chị này, rất là nhiều lá luôn đấy Tức là mỗi một cái củ giả hành của nó ấy, nó nhiều lá Em bán sơn thủy tiên này Với giá là 200, à đâu, 180.000 cho 1 kg Hiện tại thì cũng có những cây đã sưng mất nụ rất là lớn rồi ạ và tiếp sang bên này đây là dòng lan đùi gà dẹt này Hàng đang nụ quá xinh luôn như thế này này Cô chú anh chị này Đó đẹp à, đùi gà dẹt nhá Đùi gà dẹt em xin phép được bán với giá là 180.000 cho 1kg đùi gà dẹt Hàng hôm nay về thì cũng có khá là nhiều dề đấy ạ à. Đó như vậy đấy ạ à. Hàng đẹp xinh ạ à. Còn bên này là em có cái dòng lan hoàng thảo thập hoa nhá Hoàng thảo thập hoa xanh mướt mắt luôn Và cũng toàn hàng dề thôi ạ à. Với những cái bông hoa hồng rất là xinh Thập hoa em bán với giá là 130.000 cho 1 kg. Và tiếp sang bên này đây thì em có dòng lan bạch ngọc đuôi công. Là một trong những cái dòng địa lan có lẽ là đẹp nhất trong tất cả các dòng địa lan đấy ạ. Em có một nguyên một dề rất là lớn này này. Cô chú anh chị nào mà muốn lấy cái dề này thì em cũng sẽ cân tính với giá là 150.000 cho 1 kg. À không phải 150.000 mà 300.000 cho 1 kg chứ. Em bán 300.000 trong 1 kg cô chú anh chị nhé. Và bên này đây là dòng lan phi điệp vàng. Em đã chọn lựa cắt tỉa rất là kỹ rồi ạ. Là rất là ít thân già, cô chú anh chị lấy sẽ được rất nhiều những cái mầm tơ để cô chú anh chị chăm sóc cho mùa hoa tháng 8 nhá. 120.000 trong 1 kg. Và tiếp sau bên này đây là dòng lan kiếm hồng hoàng. Kiếm hồng hoàng rất là dài mướt đẹp như vậy. Và dòng này thì vòi hoa của nó cũng vươn rất là cao ạ. Kiếm hồng hoàng với giá em bán là 100, 100... À đâu, 80.000 trong 1 kg thôi ạ. À. Và bên này đây thì hoàng thảo kèn, hàng chi chít là nụ luôn cô chú anh chị này. Đây ạ, à, chi chít là nụ luôn nhá, rất là đẹp luôn. Mầm gốc thì cũng đang bắt đầu là nhú lên ạ. À. ạ, à, mầm gốc thì cũng đang bắt đầu lèn lên. Là đây là thời điểm quá là tuyệt vời để cô chú anh chị có thể chăm mầm gốc cũng như là ngắm thưởng thức hoa xuân hoa hoa xuân tới này nhá. Em bán 600.000 trong 1 kg. Sang bên này đây là em có dòng lan hài à, hài Trần Liên ạ à. Một trong những dòng lan hài được coi là đẹp nhất của Việt Nam đấy ạ. Hài Trần Liên thời điểm đang hoa nhé, cô chú chị nhé. Đây, hàng rất là đẹp luôn. Hài Trần Liên em bán với giá là 450.000 trong 1kg. Em bán từ 0,2kg trở lên nhé. À, những cái bông hoa Hài Trần Liên nở thì bền và rất là duyên dáng, rất là yêu luôn. Và bên này đây là dòng lan hài hương. Hài hương là một trong ít những cái dòng lan hài mà có hương thơm và có hoa đẹp to và rất là đẹp ạ dòng lan hài hương ạ hài hương này thì hiện tại là cũng đang có hiện tại là đang có những cái cây mèo đó hàng này thì em đã chọn lựa rất là kỹ rồi em bán với giá là 1 triệu cho một kg em bán từ 0,1 kg trở lên nhá 0,1 kg trở lên để cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình cái dòng hài rất là quý này đó hoặc cô chú anh chị lát nữa có thể chọn chọn hàng theo hình này giúp em cũng được ạ còn bên này là dòng đai châu đai châu rừng bóc trụ hàng đang nụ nhá 1 kg rơi vào khoảng tầm à, 4 cho đến 5 cây trên 1 kg. Cây đang nụ sinh ạ. Hàng lá xếp đứng này, cô chú anh chị này. Cây xếp đứng và cây thẳng, bản lá xếp khá là rụt luôn ạ. Em bán hàng này với giá 550 000 trong kg. Và tiếp sang bên này đây là dòng lan hoàng thảo vôi bắc. Hoàng thảo vôi bắc cô chú anh chị đã được thưởng thức thì biết rồi, hoa rất là tím, nó không giống như, như vôi lào cô chú anh chị nhé Vôi bắc hoa tím lịm luôn. À, hoa rất là đẹp. Vôi bắc thì nhìn cô chú anh chị là nhìn thân là biết ngay bởi vì thân của vôi bắc nó rất là nù Em bán với giá là 250 000 cho 1 kg. Ờ, đây em có một cái lô ý ngọc. Lô ý ngọc này, hoàng thảo ý ngọc hàng ngắn nhưng mà hàng hàng ngắm nhưng mà ờ, chỗ lô này thì cũng đủ cô chú anh chị có thể ghép một giò sinh. Ý ngọc lô này em bán 50 000 này cô chú anh chị này. Thoải mái cô chú anh chị thấy có thể thưởng thức hoa nhé và làm giống nhé. Và bên này là em có một cái lô hạc vĩ bắc cái chỗ này thoải mái cô chú anh chị được một giò rất là to luôn ạ. À. Hiện tại là một số cây đang bắt đầu sưng mắt nụ rồi. À, lô hạc vị bắc này này. Đó. Em bán lô này với giá là 80 000 nhá. 80 000 cho lô hạc vị bắc này. Và bên này là em có một cái phần tắc tiên. Đúng như tên gọi của nó, hoa thì màu trắng nuốt và cái uh, cái cái họng đỏ rất là đẹp luôn ạ. À. Một nhánh như thế này thôi cũng có thể một nhánh như thế này thôi nhá, cũng có thể cho hai ba hai chùm hoa rất là to luôn ấy Cái chỗ lô tóc tiên này em bán 50 000 này. Và bên này thì em có một cái phần kiều vuông cánh trắng Em bán 50.000 cho lô kiều vuông cánh trắng này Và một cái combo nhất điểm hoàng này Và trồn tím, hoa của trồn tím thì cực kỳ là đẹp luôn Cái lô trồn tím này thì cây nó ạ, à, Cây hàng ở trên rừng nên là Lá của nó bị sâu xia như thế này Nói chung ở chỗ này hàng thì kém Nên là em bán thanh lý luôn Toàn bộ cái combo này em bán 50.000 nhá Hoàng thảo chuỗi ngọc này Em còn một lô hoàng thảo chuỗi ngọc này đó Thì hàng này là cái Chỗ hàng cuối cùng rồi Nên là nó cũng xấu Nên là cái lô chuỗi ngọc này em sẽ bán 50.000 Cho lô chuỗi ngọc này Bên này là dòng lan trầm tím Hàng 100% thân tơ này cô chú anh chị này Có cái tân thân trầm tím này mà dài dài, dài như thế này này ờ, Hiện tại cũng đang chuẩn bị Là bắt đầu nứt mắt nụ rồi đấy ạ Trầm tím em bán với giá là 1 triệu cho 1 kg nhé Hàng 100% thân tơ luôn Tiếp sang bên này đây là dòng Điện lan sato nhá Dòng điện lan sato màu vàng mít ạ màu vàng mít cô chú anh chị này màu vàng mít rất là đậm luôn với cái lưỡi đỏ cực đẹp luôn ạ à. đó và mỗi một cô chú anh chị có thể cùng ngắm cho em mỗi một chậu địa lan sato như thế này cô chú anh chị, chị ngắm trọn vẹn cả tất cả những cái chậu địa lan sato ở đây thì cô chú anh chị thấy là cần hoa của nó rất là cao Đây là dòng hàng a cô chú anh chị nhá a cộng ạ à. và mỗi một cần hoa như vậy thì nó sẽ có rất là nhiều nụ luôn và tất cả cái nụ này cô chú anh chị thấy là rất là khỏe rất là to luôn ạ. À. Các cây nụ rất là to và rất là khỏe. Có một số cây hiện tại đang bắt đầu là hé hé nở cô chú anh chị nhé. Và dòng Sato thì bao giờ độ bền của nó cũng là trên 2 tháng. Nên là thoải mái cô chú anh chị ngắm. Sau Tết xong rồi cô chú anh chị còn có thể thưởng thức hoa hơn cả tháng trời nữa. Đó, cho cái dòng địa lan Sato này. Và mỗi một chậu địa lan Sato có 5 ngồng hoa. Có 5 ngồng hoa em bán với giá chỉ 380.000 thôi cô chú anh chị nhá 380.000 cho một chậu Sato 5 ngồng hoa Chậu có 6 ngồng hoa giá của nó sẽ là 420.000 ạ à. Đó với giá 4 trên 300, 400 000 cô chú anh chị đã có một cái giò lan quá đẹp Để cô chú anh chị mình có thể trưng trong những ngày Tết rồi nhá à, Tiếp sau bên này đây là những cái chậu đai châu ạ à. Đai châu Thái, cây đang nhú nụ rất là xinh này Đó, thì mỗi một cây như vậy thì sẽ nhú ít nhất một cho đến hai vòi nụ nhưng mà đa số là nhú một vòi nụ thôi một chậu đai trâu như thế này đai trâu thái nhá dễ thuần dễ chăm cây rất là khỏe luôn ạ à. từ ba cặp lá nó có cây có ba cặp lá đều đều như vậy đấy ạ à. em bán với giá là 130.000 ba mươi cho một chậu thôi và ở đây thì em có bốn màu sắc để cô chú anh chị lựa chọn nhé đó là màu hồng phấn màu tím đốm màu cam màu hồng phấn, màu tím đốm và màu cam, màu bò sữa của chú anh chị này. Đó, có tất cả là bốn màu sắc để cô chú anh chị mình lựa chọn như vậy đấy ạ. Và tiếp sau bên này đây thì em có cái chậu à... giả hạc di linh xuân nhá. Thân nủ luôn dài từ 10 cho đến 15 cm. Với giá một chậu một thân như vậy với giá là 100, à đâu? Chỉ 80 nghìn cho một chậu thôi. Và tiếp sau ở đây thì em có những cái chậu à... hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài nhá. Tất cả những cái chậu hồ điệp lá biên này thì với cái sắc hoa là màu hồng đỏ rất là đẹp luôn Thì mỗi một chậu như vậy đang có hai ngồng hoa Em bán với giá là 80.000 cho một chậu nhé Cô chú anh chị nào lấy từ 5 chậu em để giá 75.000 cho một chậu Đó, Cây lá biên rất là đẹp Người ta còn gọi đây là dòng lá biên Hay còn gọi là dòng lan mang thịnh vượng và tài lộc Và tiếp sau đây là dòng lan cát lai A Dòng lan cát một lá được mệnh danh là nữ hoàng của các loại lan ạ và ở đây thì em có hàng đang có, đây này, chậu này đang có hoa cực đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Dòng Cát Lai An này này, cô chú anh chị sở hữu nào, cái mặt hoa nào thì hoa của nó cũng rất là to và màu sắc thì phải nói rất là tuyệt vời luôn ạ. À. Hoa cực thơm và rất là bền hoa nữa cô chú anh chị nhá. Dòng Lan dễ thuần, dễ chăm mà hoa vô cùng đẹp. Dòng lan cắt lai like này cái bông hoa của nó phải to độ trên 10 cm cơ. Và mỗi một chậu địa uh, lan cắt lai like an này này, dòng lan cắt một lá nhá, dòng bông đại, hoa mặt hoa sổ số thôi cô chú chị ạ. Thì uh, cái cái chậu này này, đó, hàng chậu này đang hoa này, em cũng bán 130 000 nghìn này. Và hàng đang nụ nhá, hàng đang nụ cũng giá 130. Và em còn có mấy cái chậu mà hàng không nụ thì uh, em bán với giá là một chậu cho 100 000 nghìn cho một chậu thôi và cũng rất là nhiều giả hành. Uh, rồi sang bên này thì em có cái dòng lan uh, vũ nữ vàng mặt trời này, như chậu này hàng này sẽ cho hoa quanh năm đấy ạ rất là siêng hoa luôn vũ nữ vàng mặt trời thì ở đây là cây đẻ nhánh rất là khỏe và dòng hoa cắt cành nhá ờ, với màu sắc vàng rực rỡ rất là đẹp em bán một chậu như vậy với giá 90 nghìn và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan càng cua ạ dòng hoa càng cua bông hoa của nó như những ngọn đuốc ạ và ở đây thì trên mỗi một chậu như vậy thì cô chú anh chị thấy là rất là nhiều nhánh càng cua, rất là nhiều thân càng cua. Cây đang hoa và cây đang nụ dòng này sẽ cho mình hoa quanh năm. Và một chậu càng cua như vậy nó không chỉ có một màu hoa, nó sẽ có hai ba cái màu hoa cô chú anh chị nhé trên một chậu. À, hiện tại thì à, đây ạ, có cây đang nụ lớn, có cây đang nụ nhỏ và có những cây đang bắt đầu là nhú nụ lên. Đó, thì một chậu càng cua như vậy em bán với giá là 80.000 cho một chậu cô chú anh chị mình nhé. 80.000 cho một chậu càng cua ạ đó có cây đang hoa đây đang nụ rất là xinh luôn như thế này à, rực rỡ à, tiếp sang đây thì uh, đó là dòng lan trà đỏ của chính chị nhé dòng lan trà đỏ này thì uh, người ta quan niệm uh, quan niệm rằng cái lòng lan trà trà đỏ này thì uh, nó mang lại uh, thịnh vượng và sự may mắn cho năm mới đấy ạ cái dòng lan trà đỏ này nó uh, thường là nó sẽ nở vào cái thời điểm tết và cô chú anh chị thấy là cái chậu trà đỏ như thế này này Tán rất là nhiều và cực kỳ là nhiều nụ luôn Hoa thì bông hoa to và bông kép, cánh kép rất là dày luôn ạ Và một chậu trà đỏ như thế này cô chú anh chị nhé Tán tròn cây tán tròn to và nhiều nụ như thế này em xin phép được bán với giá chỉ 180 000 cho một chậu trà đỏ này thôi. Và nếu như cô chú anh chị những ngày Tết đến mà cô chú anh chị có một đến hai chậu trà đỏ để xưng ở để ở cái khoảng 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 không gian của vườn ạ, à, hoặc là trước sân nhà sẽ làm cho cái không gian cực kỳ là đẹp, hoa có mùi hương thơm và rất là bền hoa cô chú anh chị nhé Một chậu xin nhắc lại giá chỉ 180 000 cho một chậu trà đỏ này thôi. Và cũng là cái dòng lan này này là những chậu đã trồng thuần ở trong chậu rất là lâu rồi. Nên cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm là khi vận chuyển đóng gói không có ảnh hưởng đến nụ nhé Không có ảnh hưởng đến nụ đến cây ạ. À. Tất cả đều rất là đẹp, tán tròn và đẹp như vậy. À, sang bên này đây thì em có dòng lan trầm rồng đỏ này. À, cô chú anh chị cùng ngắm cho em tất cả những cái chậu lan trầm rồng đỏ hiện tại thì đều đang chi chít là nụ luôn. Đó, ngắm nụ không đã mê rồi còn chưa biết là khi mà nó sổ hoa nó rực rỡ cỡ nào. Cái chậu trầm rồng đỏ này thì nó có thể nở hoa vào Tết hoặc là đầu xuân tới ạ. Và cái màu sắc khi mà cô chú anh chị thưởng thức những cái bông hoa trầm rồng đỏ vào những cái ngày đầu xuân mới thì sẽ cảm cô sẽ tạo cho cô chú anh chị cảm giác một năm mới thực sự là sẽ rất là may mắn và một năm mới đầy 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 tài lộc với gia đình mình. Cô chú anh chị thấy là hàng nụ chi chít luôn cô chú anh chị này Đó quá đẹp luôn ạ Nhớ tất cả mọi cây thân lá thì đều nụ tam tắp như thế này Em có cái chậu này em gọi là chậu trầm rồng đỏ số 1 ạ Trầm rồng đỏ số 1 này Thì em xin phép được bán với giá là 480.000 À 450.000 cho chậu trầm rồng đỏ số 1 với 3 thân hoa nụ đều tam tắp Chậu số 2 cũng là 3 thân hoa cô chú anh chị nhé đây này, ba thân họa có hai thân dài hơn thêm một thân ngắn hơn. Nhưng mà thân ngắn hơn này cũng có nụ nhá. Chậu số 2 với giá 420 000 Chậu tiếp theo, chậu số 3 với ba thân cao và rất là đẹp luôn. Ba thân cao đều rất là đẹp. Cái thân dài nhất nhìn nụ thôi rồi ạ. Đây là cô chú anh chị này Và dòng này thì không chỉ hoa đẹp mà còn rất là thơm nữa Dễ thuần dễ chăm luôn nhé Chơi dòng trầm dòng đỏ thì phải nói cực kinh tế luôn Cái chậu này chậu số 3 em bán 560.000 cho ba thân rất là cao Nụ đều tăm tắp luôn Chậu tiếp theo là chậu số Chậu này là chậu số 4 Chậu số 4 là một chậu trầm rồng đỏ có đến 7 thân hoa luôn nhá Vào nụ của nó thì thôi rồi ạ Không biết là khi mà những chậu này mà nó sổ hoa thì không biết là nó rực rỡ đến tầm cỡ như thế nào cô chú anh chị này Nhìn cái 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 nụ của nó giống như là những cái hạt thóc luôn không có mỹ từ nào để mà tả cái độ 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 mê của ấy à, những những cái nụ này thì không có từ nào để mà mẹ tả về cái độ mê của dòng nụ của nó luôn em bán chậu này với giá là 880.000 cho đến 8 thân hoa luôn ạ à. à, tiếp theo đây ạ là hình số 5 hình số 5 cũng là một chậu ba thân hoa Cô chú ý chị nhìn này cái nụ của nó này có mê không để ạ Nhìn quá đẹp luôn, nhìn nụ không đã thích rồi Em bán cái chậu số này với giá 3 thân tơ Chậu này em bán 500 nghìn nhá chậu, chậu số mấy nhỉ? Là chậu số 5 ạ, chậu số 6 đây Chậu số 6 này, nụ này Cũng là 3 thân hoa Chậu số 6 này thì em xin phép được bán với giá là 420 nghìn 3 thân hoa, nụ cũng siêu đều luôn, rất là đẹp luôn Chậu tiếp theo là chậu số 7 Trầm rồng đỏ số 7 ạ à, chậu này là có hai thân này hai thân dài này thêm một thân ngắn thân ngắn dưới này nhưng mà cũng có võ nhá ạ rất đang cũng đang nụ hết ạ và chậu này em bán với giá chỉ 400 000 thôi hình số 8 là dòng giả hạt hồng ngọc giả hạt hồng ngọc thì khi mà cô chú anh chị được thưởng thức hoa chắc chắn không làm cô chú anh chị thất vọng luôn tại vì hoa của nó với màu sắc hồng ngọc đậm màu sắc hồng tím hồng ngọc đậm đà rất là đẹp khuôn bông hoa cánh bầu nhá Hiện tại thì một số cây đang đây này, như cây này đang chuẩn bị sưng nụ rồi. Em bán chậu cho hồng ngọc này em ở ở đây có chú anh chị thấy là hàng chuẩn ươm kia hết ạ. Chậu này em chỉ bán 260 thôi ạ. À, chậu tiếp theo chậu số 9, giả hạc hồng ngọc rất nhiều thân luôn. Rất là căng khỏe đẹp luôn. Nói chung là thế, cái hàng hồng ngọc này, chậu này nhiều thân như vậy em bán 280 nhá. Và chậu tiếp theo là chậu giả hạc pháp. Chậu giả hạc pháp số 11. Đây, hàng đang xuống hết lá rồi, chuẩn bị chờ hoa. giả hạc pháp số 11 này thì hàng này ý, về cô chú anh chị chăm xuân này có thể được ngắm hoa rồi. À, cô chú anh chị về chăm đến sang năm sẽ có một suối hoa cực đẹp luôn cho cô chú anh chị thưởng thức ạ. À. Hình này em bán 140 thôi. Hình tiếp theo hình số 12 cũng 140 cho chậu giả hạc pháp này. Và hình số 13. Hình số 13 là một hình dáng hương đuôi cáo 10 cây nhá. 10 cây cáo ạ. À. Thì hàng này về cô chú anh chị à, sang tầm tháng 4 tháng 3, tháng 4 là bắt đầu là nhú nụ được ngắm hoa luôn ạ Hình này em bán 150 000 Tiếp theo là hình số 14 Hình số 14 thì này thì có 4 Có bốn cây cáo xếp cực đẹp Hình này em bán 180 000 cho hình này nhá 180 000 cho hình này Hình này thì ở vận chuyển trên rừng về Có một cái lá nó bị gãy đi đây này Tiếp theo là một phần cáo rất là đẹp đấy ạ Nhiều cây cáo xếp Bản lá to rất là đẹp như thế này Lô cáo hình số hình số 15 Em bán hình này với giá 180 000 Đó, có những cây xếp rụt luôn đi cô chú anh có chị này. Rất là đẹp luôn. 180 000 hình số 16. Một phần cáo có đến bao nhiêu cây nhỉ? 8 cây ạ. À, không phải 8 chắc chỗ này chắc phải 8 cây chứ. Rất nhiều đấy chứ, không phải là 8 cây đâu. 1 này, 2 này, 3 này. 1 2 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cây luôn đấy chứ ạ. Cái hình này em bán với giá là 160 000 thôi nhá. Tiếp theo là dòng lan quế lan hương ạ, à, quế trắng tháng 8 ạ. À. Bên kia là cây nhỏ nhá, còn chỗ này là cây to này. Ừ, cái dề này này cô chú anh chị này, dề kế quế lan hương rất là to, đẹp này này lá bóng bẩy và rất là đẹp luôn. Cái hàng này ấy về khi mà cô chú anh chị lên nhá, cây cong như thế này khi mà cô chú anh chị lên giò hoa nó rủ, tất cả rủ ra phía đằng sau hết, rất là đẹp luôn. À, cái giò phần dề quế nó nguyên một dề ạ. Em bán dề quế này với giá là 320 000 nhé nhá, cô chú anh chị nhá, 320 000 Là hình số 7. Hình số 8 này. Hình số 8 này em bán với giá là 180 000 Và hình số 9 ạ. Hình số 9 có hai ngọn quế phải nói là cực đẹp luôn. Đây này cô chú anh chị này. Quá siêu, quá đẹp luôn ạ. À. Hai cái ngọn quế này là ngọn quế mẹ con nhé Đây này cô chú anh chị này. Bản lá cũng to. Cây phải nói cực đẹp luôn. Hai cái ngọn quế này em xin phép được bán với giá 450 000 cho hình 19. Hình 20. Hình 20 ạ. À. Hình 20 đây cô chú anh chị này. Hình 20 ở đây em cũng có hai ngọn quế. À, bản lá rất là to nhá. Và lá rất là to bóng như vậy hai ngọn quế này em bán 280.000 và hình số 20 à, hình 20 này cũng là hai ngọn quế này nguyên một dề, hai ngọn quế hình này em bán với giá là 180.000 cho hai ngọn quế này đó sang hình số 21 một phần hài hương có hai dề hai dề hài hương thì hài hương cô chú anh chị có thể mua hàng khối lượng nhé theo kg em bán một triệu trong 1 kg hoặc theo hình này cũng được hình 21 150.000 cho trăm hai này hình số 22 một dề bản lá rất là to rồi đấy ạ đẹp bản lá cực to quá đẹp luôn nhé chính chị nhé Dề này bản lá rất là to cái dề này em bán 240.000 cho hình 22 ạ hình 22 nhé hình tiếp theo hình số 23 cũng là nguyên một dề ạ hình này em bán 200.000 à, và tiếp theo là hình số 24 Hình này có tất cả là 8 cây nhá. 8 cây hài này em bán với giá là 150 000 Hình số 25 nguyên dề này. Nguyên dề này à thêm một cây rời ở đây nữa. Hình này em bán, đây cây này đang mèo nữa này. Hình này em bán 130 000 hình 25 ạ. Hình 26 140 000 cho 140 000 cho 12 cây này. Và hình tiếp theo hình 27, một dề này. Hai dề này, hình này em bán với giá 130. Hình 28 13 cây. 150.000 ạ à. 13 cây 150.000 rất là xinh luôn 13 cây này Tiếp theo là hình số 29 Hình số 29 này ạ à. Hình này em bán với giá là 120.000 Có 3 dề này nhá Hình số 30 120.000 có À 140.000 có 12 cây 12 cây ạ à. Hình tiếp theo hình số 31 Cây này đang Cây này không biết đang méo hai dề ạ à hai giày này em bán với giá là 130 000 Và tiếp theo là đai trâu, cô chú anh chị có thể mua hàng cân hoặc là mua hàng hình nhá, hình 32. Hai cây đai trâu rất là to luôn này ạ. Đây này. Cây số 1 và cây này số 1 này đang nụ này, cây số 2 này đó, cũng đang nụ này, hai cây trâu rất là to, nhiều cặp lá như vậy em bán 330 000 ạ. À. Tiếp theo cô chú anh chị ngắm cho em cái cây trâu quá đẹp đúng không ạ? Cây trâu bản lá to. Đều rất là đẹp luôn như thế này. Cây trâu này em bán 300 000 nhé cho hình 33 này. Đó. 300.000 phải nói cây này là siêu đẹp luôn. À, nhưng mà nó rất là tiếc nó bị vỡ lá ở dưới này một xíu này nhưng mà không có ảnh hưởng gì đâu Cô chú anh chị nhá. Đó, cái hình này xin nhắc lại 330.000 siêu đẹp một cái trâu rất là đẹp. Tiếp theo hình 34, 300.000. Cho hai cây trâu nhiều cặp lá và đẹp như thế này, cây này bản lá mít luôn, rất là to luôn ạ. À. Đấy, hai cây này 300.000 này, hình tiếp theo hình số 35. 360.000 cũng là hai cây trâu rất là to luôn này ạ. À. Cây này hai nụ nhá, của chú anh chị nhá lá rất là đều, lá rất là đều. À, cây số 2 này 360 000 cho hai cây này. Ngoài ra thì em có thêm rất là nhiều những cái đặc sản đặc sản của vùng Cao Bằng cô chú anh chị này để giao lưu cùng cô chú anh chị ạ. À, rồi trước tiên là em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một cái đặc sản à, lạp sườn của vùng Cao Bằng. À, không biết là cô chú anh chị xem cái clip của em thì đã bao nhiêu cô chú anh chị. Không biết là đã bao nhiêu cô chú anh chị được thưởng thức cái dòng cái cái loại lạp sườn này chưa? cái dòng này là làm cũng rất là kỳ công và hàng này thì uh, uh, 100% là được làm từ lợn đen nhé, lợn đen của 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 vùng núi uh, của vùng cao bằng ạ và hàng này thì đã được phơi khô phơi này và được cho vào túi đóng túi và ép chân không nên là có thể vận chuyển đi xa không ảnh hưởng của chú chị này uh, nếu như cô chú anh chị muốn thưởng thức thì có thể là đặt hàng bên em một túi như thế này thì nó sẽ rơi vào là em bán một túi như vậy với giá là À, em bán với giá là 330.000 cho 1 kg. Đó. À, thì một túi như vậy thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 100 120. À, 120 cho một túi của chú anh chị nhá. À, phần à, cái cái lạp sườn ạ. À. À, còn sang bên này đây là dòng à, miến án lại. Miến án lại nhá, 100% làm từ củ rong giềng của vùng án lại Cao Bằng và không có chất tẩy rửa cũng như là không có chất bảo quản Ăn rất là thanh mát Cái dòng miến án lại Em bán một bọc như vậy với giá là 110.000 cho một bọc này với khối lượng là 1kg Và bên này đây là măng sợi này Măng sợi của vùng bảo lạc được phơi khô vàng óng Rất là ngon Em bán 145.000 cho một túi 100... 145.000 cho một túi nửa cân nhé Và đây là măng mầm ạ à. Măng mầm Em bán 150 000 cho một túi măng mầm nửa cân. Và bên này đây là dòng nấm hương này. Nấm hương của rừng Cao Bằng ạ. Nấm hương này thì em bán theo sâu, mỗi một sâu là 15 000 Hoặc cô chú anh chị có thể mua cả bọc như vậy là 10 sâu thì với giá cũng 150 000 Và chuối hạt khô. Chuối hạt khô 1 cân với giá là 1 uh, 100 000 cho một túi chuối hạt khô 1 kg và cái ba uh, kích khô với giá em bán là 450.000 uh, nấm ngọc cẩu nấm ngọc cẩu với giá là 300 300.000 trong một túi một cân uh, hoàng tinh với giá 200.000 kg hạ thủ ô đỏ với giá 300.000 trong 1 kg và các cái loại rễ uh, cây tầm gửi gạo đỏ với giá 210 000 nghìn trong kg uh, tầm gửi cây chanh với giá là 230.000 trong kg à, tầm gửi cây nghiến với giá là 190.000 trong 1 kg này. và dễ mũ tân dễ mũ tân này em bán với giá là 130.000 trong một túi dễ mũ tân và đây là dâm dương hoắc với giá 150.000 trong một túi rất là to à, chè trà sơn mật hồng trợ sâm ạ rất là nhiều những cái tác dụng dược liệu nó vừa là trà mà vẫn có rất nhiều những cái tác dụng tốt đối với sức khỏe Và rất là nhiều hoa Đây cô chú anh chị này Một túi như vậy thì em bán 80.000 cho một túi nhá Và bên này thì em có dòng chè trà rào khẩu lam Của vùng Cao Bằng được đóng hộp như vậy một túi hộp như thế này có 20 túi lọc bên trong em bán 60 000 cho một hộp nhé. Hoặc cô chú anh chị mình có thể lấy cả hộp như vậy làm quà tặng quà biếu cũng rất là sang trọng luôn. À, rất là sang trọng này, à, Rất là trang nhã Lịch sự em bán một hộp như vậy với giá 220 000 ạ và bên này thì em có thêm rất là nhiều những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan này Hùng Nguyễn 25 000 cho một lọ, 50 000 cho một cặp này, duy xanh 50 000 cho một ống, duy đỏ 60 000 cho một ống. Keo liền da Mỹ Tiến với giá 40 000 cho một lọ, liền da sẹo đen 50 000 cho một lọ, B1 Thái 40 000 cho một lọ và B12 giải độc cho cây 30 000 cho một lọ. 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát với giá 30.000 cho một lọ 3 loại phân bón lá dành cho 3 giai đoạn phát triển gây đồng giá cũng 30.000 cho một lọ à, Thuốc trị đẹp các loại sâu gây hại với cây trồng với giá là 20.000 cho một gói Atonic là 10.000 cho một gói Dưỡng chất AB Dưỡng chất AB với giá là 85.000 cho một lọ à, Bả sen 20.000 cho một gói Kim à, Kim Boom 25.000 cho một gói Và cái... Cái phân bón dạng túi lọc cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng trong mọi giai đoạn phát triển kích thích ra dễ cực, cực mạnh một hộp như vậy với 20 tí lọ túi lọc bên trong với giá 20.000 cho à, 35.000 cho một hộp này à, cuộn dây buộc lan với giá 35.000 cho một cuộn chiều dài 100m bọc dây thít với giá là 60.000 cho một bọc ạ à, em có vẫn có thêm vỏ thơm phân dê đồng giá 20.000 trong kg rêu rừng 50.000 trong kg nhé và vẫn có sản phẩm là Tinh dầu hồi của vùng cao bằng rất nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời, như giảm đau rất là hiệu quả, à, mùi hương thơm tạo cảm giác an thần rất là tuyệt vời. Nói chung cái dòng tinh dầu hồi này, cô chú anh chị có thể lên Google để biết được là nó có rất nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời. Ở đây thì hàng 100% nguyên chất cô chú anh chị nhé, nên cô chú anh chị mình yên tâm là sẽ không phải lo ảnh hưởng đến sức khỏe khi mà cô chú anh chị sử dụng để làm dược liệu hay là sử dụng để làm à... Là mà làm mùi hương thì cũng đều không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe ạ. À. Em vừa một lọ như vậy với giá 40.000 thôi. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi.